chấn động. Sự thật đúng 7 ngày đầu tháng 4 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, bể trên ban phúc, tài lộc ùa về, hốt cạn lộc trời, gặp thời phất mạnh, giàu sang phú quý hết phần thiên hạ. Quý cô bác Đinh Dậu thân mến, cổ nhân có câu, một lượng vàng kim, 4 lượng phúc báo, bạn muốn tiêu 100 quan tiền thì phải dùng 400 phần phúc báo mà đổi lại. Tiếc thay, con người một khi bị cuốn vào tiền tài thì thường bị lưu mờ đi mất, cứ luôn cho rằng chỉ cần bản thân mình có bản lĩnh thì ắt có hiểu biết. Đây cũng là nguyên nhân dẫn tới sự kiêu ngạo, mù quáng. Và trong video xem tử vi 7 ngày đầu tháng 4 âm lịch tới đây, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu xem liệu con giáp tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 liệu có thể vượt qua những đại hạn và đón những may mắn trong thời gian này hay không? Thì xin mời quý cô bác cùng chương trình tìm hiểu ngay trong video dưới đây. Trước khi đến với phần luận giải nội dung chi tiết về vận trình tử vi chi tiết, ta hãy cùng điểm nhanh tính cách của người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 có điều gì nổi bật ngay sau đây. Tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, hay còn gọi là độc lập chi kê, tức là gà độc thân, ngũ hành sơn hạ hỏa, mệnh hỏa, tức lửa dưới núi, cung phi đoài, tướng xương con gà, tướng tinh con khỉ, nam cung đoài, kim tây tứ mệnh, nữ cung cấn, thổ tây tứ mệnh. Đinh Dậu sinh năm 1957 mang đầy đủ tính cách của thiên can đinh. Người thiên can đinh là âm hỏa, tính chất của họ đều là những người có tính cách ngoài lạnh, trong nóng, nhu trung, hữu cương. Khi nhìn bề ngoài, mọi người thường đánh giá họ có tính cách trầm tĩnh, mềm dẻo, nhưng bên trong người họ lại có một mặt tính cách sôi nổi và cứng rắn, trái ngược với những gì họ thể hiện ra bên ngoài. Đặc biệt, họ tế nhị nhưng hay đa nghi và lặng lẽ quan sát mọi người. Trong đầu họ có nhiều tâm tư, tính toán và hay suy tính lung tung. Đinh Dậu tinh tế một cách tự nhiên và hết sức cuốn hút trong phong cách. Họ chú ý tới hình thức của mình nhiều hơn tất cả các tuổi Dậu còn lại. Họ có vẻ ngoài là tài sản quý và dành nhiều thời gian để chăm chút cho nó. Đinh Dậu tự hào về cách ăn mặc có phần bóng bẩy và đặc biệt chú ý giữ gìn hình ảnh của mình trong mắt công chúng. Sự tinh thông cũng như thái độ tự tin của Đinh Dậu là vấn đề không thể bàn cãi. Tuy nhiên, họ tự tin quá mức. Đôi khi sự độc đoán và thiếu tế nhị của tuổi Đinh Dậu có thể gây tổn thương cho bạn bè và đồng nghiệp. Do ý thức rất rõ về tài năng và trí thông minh của mình, họ đương nhiên cho rằng cách nhìn của mình luôn là tốt nhất và tất cả mọi người nên theo gương họ. Đinh Dậu nói chung là có tư duy, sự trung thực và năng lực làm việc hết mình là những điều quan trọng hơn cả. Họ thường không bằng lòng với những người không có đủ các phẩm chất nói trên. Tuy nhiên, với Đinh Dậu thì mọi chuyện lại hơi khác. Nhờ khả năng nhìn nhận sự việc từ nhiều góc cạnh khác nhau, có thể bỏ qua sự khác biệt nhỏ trong khả năng của mỗi người, trong khi vẫn giữ được mục tiêu cao cho riêng mình. Phẩm chất này cộng với sức sáng tạo, tài năng và lòng can đảm, giúp Đinh Dậu trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc. Họ tạo niềm cảm hứng cho những người khác, thông qua tính tổ chức và đạo đức trong công việc bằng đôi mắt tinh anh. Họ biết cách phát hiện những yếu tố giúp kéo mọi người lại gần nhau hơn. Đinh Dậu có đặc trưng trong tính cách là nhiệt tình, linh hoạt, sáng suốt, tháo vát, nhưng sốc nổi và khó kiềm chế cảm xúc, nhanh nổi nóng, không giỏi che giấu nội tâm, thẳng thắn, bộc trực. Đinh Dậu có khả năng truyền cảm hứng và kỹ năng lãnh đạo khá tốt. Nhờ khả năng nhìn nhận sự việc từ nhiều góc cạnh khác nhau, Đinh Dậu có thể bỏ qua sự khác biệt nhỏ trong khả năng của mỗi người, trong khi vẫn giữ mục tiêu cao cho riêng mình. Phẩm chất này cộng với sức sáng tạo, tài năng và lòng can đảm, giúp Đinh Dậu trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc. Họ tạo niềm cảm hứng cho những người khác thông qua tính tổ chức và đạo đức trong công việc. Bằng đôi mắt tinh anh, họ biết cách phát hiện những yếu tố giúp kéo mọi người lại gần nhau hơn. Đinh Dậu là người sắc sảo, hóm hình, tài năng và quyết đoán. Họ thích phiêu lưu và không ngừng tìm kiếm những miền đất mới để thám hiểm và thử thách chính mình. Thường thì họ sẽ thành công nhờ trí thông minh và sự hợp lý. Người tuổi Đinh Dậu ít khó tính hơn, họ sẽ không cân nhắc quá kỹ các chi tiết mà tập trung vào toàn cảnh, tất cả trong công việc, lẫn trong quan hệ. Điều này giúp họ ít bỏ lỡ các cơ hội quan trọng trong cuộc đời hơn. Đa số Đinh Dậu gặt hái được nhiều thành công nhờ sự thông minh của mình, tính cách kín đáo và sự kỳ vọng quá cao ở những người khác, khiến Đinh Dậu không thích giao du với quá nhiều loại người. Hành hỏa mang lại tính chủ động và sự nhiệt tình, giúp Đinh Dậu cởi mở hơn, giao tiếp rộng rãi hơn. Họ có thể hòa đồng với nhiều loại người hơn so với các tuổi Dậu còn lại. Tuy tuổi Dậu mang trong mình tính cách kín đáo, không thích giao du với nhiều loại người, nhưng mà hành hỏa lại mang tới cho họ sự nhiệt tình và chủ động, giúp cho Đinh Dậu có thể cởi mở hơn. Bên cạnh đó,
thì hành hỏa cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tác phong của Đinh Dậu. Cụ thể là họ khá chú ý tới phong cách của mình và coi vẻ ngoài là tài sản quý giá, cần phải chăm chút thường xuyên. Đinh Dậu thuộc mẫu người rất tự tin, họ thường không chủ động trong đời sống tình cảm mà luôn chờ người khác theo đuổi. Nhìn bề ngoài, họ dường như không hề lo lắng đến việc họ có hay không có một tình yêu chân thành, tất cả mọi chuyện đến với họ có phải là giả tạo hay không. Thế nhưng, trong thâm tâm họ, vừa là những người theo chủ nghĩa lãng mạn, lại cũng vừa là những người theo chủ nghĩa lý tưởng. Họ luôn tin tưởng rằng mình sẽ có được một tình yêu lâu bền. Điều đáng khâm phục ở người tuổi Đinh Dậu là luôn phấn đấu hết mình để vươn lên những đỉnh cao trong sự nghiệp. Họ dũng cảm, ưa thử thách, vì vậy rất thích hợp để theo đuổi những công việc áp lực cao. Nếu là nhân viên, với khả năng làm việc độc lập của mình, họ có thể đạt được thành tích cao trong công việc. Họ yêu nghề, tự giác và có trách nhiệm cao. Chính vì vậy, cấp trên luôn hài lòng về kết quả mà họ đạt được và ghi nhận những đóng góp của họ. Những người tuổi Đinh Dậu có khả năng thích ứng rất tốt, họ có thể sống ở bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chính vì lý do này mà những người này không hề sợ thay đổi, và thậm chí họ muốn có sự thay đổi, bởi vì đó là lúc họ thấy rõ điểm mạnh của bản thân khi thích ứng với hoàn cảnh. Ngoài ra, với tính cách tuổi Đinh Dậu ưa khám phá, họ cũng thích mạo hiểm, thích đi lang thang, thích di chuyển đi đây, đi đó, họ ghét cãi vã, không thích sự bất hòa. Mỗi khi điều đó xảy ra, họ lặng lẽ bỏ đi, cho dù đó là một cuộc cãi vã có ích, có tính xây dựng đi chăng nữa. Trong mắt mọi người, hành động này được xem là trốn tránh vấn đề. Nhược điểm không nhỏ của những người này là họ nghi ngờ về khả năng làm vừa lòng người khác của mình. Họ không chắc chắn về việc mình có quyến rũ không, vẻ ngoài của mình có được đẹp không, sự tự tin mình thể hiện như vậy có ổn không. Thế nhưng, họ không bao giờ muốn bộc lộ nỗi lo sợ này ra ngoài. Người tuổi Đinh Dậu luôn tỏ ra rằng mình đầy thiêu hãnh, tự tin rằng mình hoàn hảo. Đó là lý do nhiều người nhận thấy họ quá kiêu căng. Nếu họ điều chỉnh tính cách này càng sớm càng tốt, thì cơ hội thành công đến với họ cũng dễ dàng hơn. Luận giải tử vi thấy rằng, tuổi Đinh Dậu có cuộc sống tiền vận và trung vận không được thuận lợi. Chỉ khi bước sang hậu vận thì mới được hưởng sang giàu, quyền quý. Khi tuổi còn trẻ, cuộc sống gặp nhiều trắc trở. Đến khi bước vào trung vận, sự nghiệp mới được vẹn toàn. Công danh của Đinh Dậu có lên cao, có tạo được nhiều tên tuổi cho đời. Tuy nhiên, luôn luôn phải cẩn thận vì số luôn bị phản bội. Sự nghiệp được vững chắc vào tuổi 37 trở đi, tiền bạc có nhiều tốt đẹp, tạo được sự sống cao sang quyền quý. Nam mệnh tuổi Đinh Dậu có nhiều ước mơ, hoài bão trong cuộc đời và họ luôn cố gắng phấn đấu để đem lại cuộc sống đầy đủ, sung sướng cho những người thân trong gia đình mình. Họ bận rộn trong công việc, ít có thời gian để chăm sóc con cái. Vì vậy, rất cần một người phụ nữ đảm đang, dịu dàng, giúp họ chia sẻ gánh nặng trong cuộc sống. Những người này nếu như tuổi thơ gặp nhiều khó khăn, bất hạnh, thì khi trưởng thành, họ nuôi dưỡng ý chí và có nhiều tham vọng lớn, tuổi Đinh Dậu sẽ quyết tâm xây dựng sự nghiệp để có cuộc sống ổn định, đầy đủ tiện nghi. Nữ mệnh tuổi Đinh Dậu là người biết chăm lo cho cuộc sống gia đình, họ luôn thực hiện đúng trách nhiệm nghĩa vụ của một người dâu hiền, vợ đảm, thậm chí cô ấy có thể hy sinh, chịu nhiều thiệt thòi để mang lại cuộc sống sung sướng, hạnh phúc cho gia đình. Được biết cuộc sống hồi bé cơ cực, vất vả, cơm không đủ ăn, áo chẳng đủ mặc, đến lúc trưởng thành cũng không khấm khá là bao, làm lũ kiếm từng đồng mưu sinh, nhưng người nghèo thì cứ nghèo bền vững. Tuy nhiên, do ăn ở tích đức, luôn làm việc thiện, nên trong thời gian sắp tới này, bản mệnh được ân trên ban lộc, phước đức đầy tay, mọi khó khăn, vất vả đều tan biến, thay vào đó là sự sung túc, đủ đầy, tiền vàng ngập kép, mười phân vẹn mười. Sau đây sẽ là tổng quan vận mệnh tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, trong 7 ngày đầu tháng 4 âm lịch 2024. Phương diện tài lộc phát triển khá ổn định, dù có thể mệnh chủ không thu được món hời lớn nào, nhưng tiền lời lãi vẫn chảy về túi đều đặn, tuổi Đinh Dậu chi tiêu không cần lo nghĩ quá nhiều. Khi các mối quan hệ xã giao thuận lợi, sẽ là thời điểm thích hợp để bạn mở rộng quy mô kinh doanh sản xuất. Xem tử vi 7 ngày đầu tháng 4 âm lịch năm 2024 của tuổi Đinh Dậu nhận thấy, đây hứa hẹn sẽ là khoảng thời gian thuận lợi và tràn đầy hy vọng đối với người tuổi Đinh Dậu. Bạn càng cố gắng bao nhiêu thì càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu, công lao của bạn sẽ luôn được đền đáp xứng đáng. Nguyệt lệnh lâm dưỡng cho thấy, thời gian này bạn duy trì được tinh thần làm việc hăng hái, tích cực, bạn sẵn sàng nhận thêm các công việc khó nhọc, tập thêm những kiến thức, kỹ năng cần thiết và không ngại thừa nhận những mặt còn yếu của mình. Chính thái độ ấy sẽ giúp bạn phát triển nhanh chóng và gặt hái được những thành tích cao.
Và ngay bây giờ sẽ là luận giải chi tiết vận trình tử vi trên từng phương diện của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 trong 7 ngày đầu tháng 4 âm lịch này. Tử vi sức khỏe của tuổi Đinh Dậu trong 7 ngày đầu tháng 4 âm lịch. Người tuổi Đinh Dậu không gặp phải vấn đề gì về sức khỏe trong thời gian này, mệnh chủ cứ chăm chỉ tập thể dục, thể thao, duy trì được lối sống khoa học thì cơ thể sẽ luôn khỏe mạnh, giúp bạn sẵn sàng bắt tay vào bất cứ công việc nào. Nếu có thời gian rảnh rỗi, hãy bước ra ngoài và hít thở bầu không khí nhiều hơn, bạn sẽ cảm thấy tinh thần sảng khoái, quên hết mọi buồn phiền, thậm chí nảy ra nhiều ý tưởng hữu ích cho công việc. Tử vi tình duyên, gia đạo của tuổi Đinh Dậu trong 7 ngày đầu tháng 4 âm lịch 2024. Tử vi 7 ngày đầu tháng 4 âm lịch của tuổi Đinh Dậu khuyên bản mệnh rằng, người tuổi Đinh Dậu hãy sẵn sàng tinh thần đón nhận những tin vui trên phương diện tình cảm. Thời gian này, bạn được sống trong những ngày hạnh phúc khi hòa hợp với con cháu của mình. Bạn nhận được sự thấu hiểu và cổ vũ của những người thân thiết, con cháu trong gia đình. Bạn có động lực hơn để cố gắng mỗi ngày. Mỗi khi gặt hái được thành công, bạn cũng có nhiều người để chung vui. Các cặp vợ chồng dần hiểu nhau hơn, hòa thuận hơn và có trách nhiệm với gia đình. Hai người cùng chung sức, chung lòng để xây dựng tổ ấm, chứ không ai hoàn toàn tập trung vào lĩnh vực nào. Cả hai đều rất trân trọng những gì mà mình đang có. Tử vi tài lộc của tuổi Đinh Dậu trong 7 ngày đầu tháng 4 âm lịch, phương diện tài lộc của người tuổi Đinh Dậu có những bước tiến bền vững. Trong thời điểm này, có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư giả, ổn định, không bao giờ thiếu tiền trong túi. Với những người làm công ăn lương, bạn nhận được khoảng thưởng nóng do hoàn thành tốt các công việc được giao. Nếu chăm chỉ với các công việc làm thêm, bạn còn nhận thêm được khoản thù lao xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Với người làm kinh tế, bạn xây dựng được mối quan hệ xã giao rộng rãi tốt đẹp. Đây là thời điểm rất thích hợp để bạn mở rộng quy mô kinh doanh sản xuất của mình. Quá trình mở rộng sẽ gặp phải ít nhiều khó khăn, nhưng xung quanh bạn luôn có những người sẵn sàng giang tay giúp sức. Nếu có ý định khởi nghiệp trong thời gian này, bạn có thể tiến hành dần dần từng bước, không cần phải quá vội vàng, chỉ cần phát huy được điểm mạnh của mình, thì sớm muộn gì bạn cũng có chỗ đứng trên thị trường, đồng tiền dần dần chảy về túi. Hãy mở rộng tư duy của mình và suy nghĩ theo những hướng khác biệt hơn, bạn sẽ mở được lối đi riêng cho mình. Còn nếu làm một cách cứng nhắc, kiểu máy móc, thì bạn mãi chỉ là những người bình thường trong tập thể hoặc trên thị trường mà thôi. Tử vi sự nghiệp của tuổi Đinh Dậu trong 7 ngày đầu tháng 4 âm lịch. Người tuổi Đinh Dậu sẽ gặp được nhiều thuận lợi và đón nhiều tin vui trên phương diện sự nghiệp trong thời gian này, chỉ cần bạn luôn không ngừng cố gắng tiến về phía trước. Nguyệt lệnh lâm dưỡng cho thấy, bạn là người chăm chỉ và cần cù. Một khi đã được giao cho nhiệm vụ gì, bạn sẽ không thoái thác, mà luôn nỗ lực hoàn thành ở mức độ tốt nhất. Ai cũng cảm thấy yên tâm khi giao cho bạn phụ trách công việc. Ngoài ra, bạn cũng thể hiện mình là một người khiêm tốn, ham học hỏi, khi sẵn sàng thừa nhận những mặt còn yếu của bản thân, không ngại hỏi những điều mình chưa biết. Thời gian này, tuổi Đinh Dậu sẽ có một vài cơ hội tham gia các buổi họp hành, bồi dưỡng kiến thức, hãy nhiệt tình tham gia. Bạn sẽ tiếp thu được thêm nhiều kiến thức và kỹ năng hữu ích, góp phần phát triển sự nghiệp trong tương lai. Theo tử vi 7 ngày đầu tháng 4 âm lịch của tuổi Đinh Dậu cho thấy, cát tinh tử vi sẽ giúp cho những người tự tin dám nắm bắt cơ hội, dám thể hiện quan điểm và cá tính của bản thân, nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và mọi người xung quanh. Một số người còn được chạm tay vào cơ hội thăng tiến. Khẩu quyết: đừng tiêu tốn thời gian công sức cho người không đáng. Quý nhân: tuổi Hợi, tuổi Tỵ. Tiểu nhân: tuổi Tuất, tuổi Tý. Màu sắc may mắn: đỏ, đen. Con số may mắn: 15, 66, 80. Tiếp theo chương trình sẽ là phần luận giải chi tiết tuần lễ vàng tháng 4 âm lịch của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Tử vi tuần đầu tiên, tuổi Đinh Dậu 1957, tháng 4 âm lịch. Về phương diện sức khỏe trong tuần, sức khỏe của người tuổi Đinh Dậu có thể không tốt như mệnh chủ vẫn nghĩ. Dù không có biểu hiện gì bất thường, nhưng có rất nhiều nguy cơ tiềm tàng, bạn không nên chủ quan. Mệnh chủ đừng cậy sức mà tham công tiếc việc, làm việc quần quật bất kể ngày đêm. Hãy tranh thủ thời gian nghỉ ngơi hợp lý, có sức khỏe sẽ có tất cả. Đầu tư cho sức khỏe cũng là cuộc làm ăn luôn có lợi, bởi khi có sức khỏe thì công danh, tiền bạc cũng sẽ tới. Muốn tình hình sức khỏe được cải thiện, chắc chắn bạn phải sắp xếp lại cuộc sống của mình cho khoa học hơn, tránh làm việc quá sức. Tử vi gia đạo trong tuần. Xét về phương diện gia đạo,
chuyện tình cảm của tuổi Đinh Dậu ở trong tuần được dự báo không quá suôn sẻ. Ở phía mệnh chủ, con giáp này do quá mải mê với công việc của mình, nên bạn chẳng còn tâm trạng nào để ý tới chuyện tình cảm của mình. Đó là lý do hai người trở nên xa dần, tình cảm phai nhạt. Thật ra vấn đề không quá nghiêm trọng nếu bạn chủ động giải thích để người thân hiểu, thông cảm. Nhưng con giáp này lại lựa chọn cách im lặng, lặng lẽ làm mọi thứ một mình mà không chia sẻ với đối phương. Thậm chí có những người không may còn để cho người thứ ba xen ngang phá hoại hạnh phúc của mình. Thay vì tập trung vào kẻ đó, bạn nên thay đổi thái độ, điều chỉnh bản thân để cứu vãn mối quan hệ hiện tại. Tử vi tài lộc trong tuần. Theo dõi tử vi tuần của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Đinh Dậu được chính tài che chở, nên phương diện tài lộc rất khả quan. Công việc gặp đôi chút trục trặc, nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến thu nhập của bản mệnh. Người làm công ăn lương có thể tạm hài lòng với thu nhập đều đặn hàng tuần của mình. Tình hình kinh doanh buôn bán khả quan, tài lộc có lúc lên xuống bất ổn, nhưng nhìn chung không ảnh hưởng quá nhiều. Mọi việc vẫn được tiến hành khá suôn sẻ, lợi nhuận thu về khả quan. Tuy nhiên, do nguyệt lệnh lâm đất mộ, nên vận khí còn nhiều bất ổn. Tuổi Đinh Dậu có thể đầu tư nhưng chỉ nên ở quy mô nhỏ, nên cẩn thận tính toán từng đường đi nước bước để hạn chế rủi ro. Nhìn chung, thu nhập của tuổi Đinh Dậu trong tuần chủ yếu đến từ những hạng mục đã có nền tảng vững chắc, không thích hợp để đầu tư mạo hiểm. Hơn nữa, chi phí phát sinh nhiều, kế hoạch, việc tích lũy cũng bị cản trở. Mệnh chủ nên để tâm hơn tới việc cân đối thu chi, nghiêm túc thực hiện dự định tiết kiệm. Đó mới là khoản đảm bảo vững chắc cho tương lai sau này, không những là của bạn mà còn cả người thân. Xem phi tinh tháng, có sao bát bạch chủ về tài lộc xuất hiện ở hướng đông nam, tài khí ở khu vực này cực vượng. Nếu bản mệnh biết cách kích hoạt phong thủy phù hợp, cách đơn giản nhất là bạn có thể đặt một vài đồng tiền xu để chiêu dụ tài lộc vào nhà, thúc đẩy công việc thuận lợi, tiền bạc hanh thông, được nhiều hơn là mất đi. Tử vi sự nghiệp trong tuần. Bước sang tuần mới, đường công danh của người tuổi Đinh Dậu chịu ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm đất mộ, nên có thể gặp những trở ngại nhất định. Đây sẽ là một tuần có nhiều thách thức, nhưng cũng không ít cơ hội song hành. Nếu vượt qua được khó khăn trước mắt, bạn sẽ gặt hái được thành quả tương xứng. Mộ cung là nguyên nhân chính khiến công việc rơi vào tình trạng trì trệ. Nhiều việc phải làm nhưng làm mãi mà mọi thứ vẫn ngổn ngang, chẳng có cải thiện là bao. Có những lúc Đinh Dậu cảm thấy uể oải, mất phương hướng, thậm chí nghĩ tới chuyện bỏ cuộc nửa chừng. Cũng vì thế mà tuần này tâm lý của bản mệnh cũng khá thất thường. Suy nghĩ và hành động đôi khi có phần cứng nhắc, thiếu sự linh hoạt. Điều này có thể ảnh hưởng tới cuộc sống và các mối quan hệ của Đinh Dậu. Lời khuyên dành cho người tuổi Đinh Dậu là mệnh chủ nên lấy hòa khí làm trọng, dù là trong công việc hay các mối quan hệ khác. Như vậy, mọi việc mới diễn ra suôn sẻ. Trong quá trình làm việc, bạn cần xử lý tình huống linh hoạt hơn, tránh sự bảo thủ, không chịu nghe lời khuyên nhủ của người khác. Hãy biết cách lắng nghe và đón nhận sự góp ý một cách chọn lọc. Bạn không cần phải từ bỏ chính kiến của mình, mà nên biết tiếp nhận những điều tốt đẹp để ngày càng hoàn thiện bản thân, để theo kịp xu thế chung của hiện tại. Bản thân cũng nên suy nghĩ tích cực, có thể làm việc độc lập, nhưng chớ đặt lợi ích cá nhân lên trên tập thể. Sức mạnh tập thể sẽ giúp bạn có nhiều bước tiến xa hơn trong tháng. Muốn làm việc lớn, chỉ cần dựa vào sức mình thôi chưa đủ, cần liên kết tập thể để xây dựng đội ngũ vững mạnh. Quý tinh giải thần sẽ giúp mệnh chủ tìm ra cách dung hòa mối quan hệ với mọi người. Nhìn chung, kết quả công việc chỉ ở mức khá, chưa khiến bạn thực sự hài lòng, nhưng cũng không đến nỗi quá tệ. Cũng phải trải qua những thách thức như vậy thì mệnh chủ mới khám phá ra tài năng tiềm ẩn của bản thân. Tâm tính bất ổn thì phải học cách điều chỉnh càng sớm càng tốt. Đừng để cảm xúc bột phát nhất thời của mình phá hỏng các mối quan hệ vẫn đang tốt đẹp. Thời điểm vận khí chưa ổn định, tốt hơn hết nên lấy ổn định làm trọng. Tiếp tục tập trung giải quyết dự án cũ, hạng mục mới tính sau. Đừng ôm đồm nhiều việc cùng lúc. Tử vi tuần thứ hai, tuổi Đinh Dậu 1957, tháng 4 âm lịch. Tử vi sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Đinh Dậu xuất hiện tình trạng suy nhược, yếu ớt do nguyệt lệnh lâm mộ gây ra, nhất là những ai đang có cuộc sống chênh vênh, lúc này có vẻ đang suy nghĩ khá nhiều, căng thẳng vì công việc, nên nhiều đêm mất ngủ, ăn uống không ngon miệng. Bản mệnh cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, tránh làm việc quá sức khiến sức khỏe ngày càng suy yếu. Nếu ai đang có sẵn bệnh nền thì càng nghiêm trọng, nếu bạn xem nhẹ những lời khuyên của bác sĩ. Bên cạnh đó, cũng cần chú ý giữ an toàn cho bản thân khi tham gia giao thông và làm việc chân tay, máy móc. Khi điều khiển xe cộ cần tuân thủ luật lệ giao thông, đã uống bia rượu thì không lái xe, tránh gây nguy hiểm cho tính mạng của người khác và chính mình. Tử vi gia đạo. Xem tử vi tuần mới của tuổi Đinh Dậu nhận thấy,
giải thần giải ách trừ hung, giúp cho mối quan hệ của bản mệnh trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Tinh thần khoan khoái cũng giúp bạn dễ mở lòng và trở nên hoạt ngôn bất thường. Ngay cả một mối quan hệ dù rằng khó buông, rất có thể sẽ đi đến hồi kết, giúp bạn có được thời gian yên bình đáng quý. Tuần này khi mọi chuyện thông suốt, đầu óc sáng tỏ, bạn sẽ được dành thời gian thư giãn và kết nối với những tâm hồn đồng điệu. Tử vi tài lộc. Xem tử vi tuần của 12 con giáp âm lịch dự báo, phương diện tài lộc của tuổi Đinh Dậu có nhiều điểm sáng. Những ai khởi động kinh doanh cũng đã bắt đầu có doanh thu, việc làm ăn được nhiều người ủng hộ. Những ai làm ăn được một thời gian cũng đã khôn ngoan hơn trong việc tính toán lại dòng tiền, nhờ đó mà tận dụng tối đa được nguồn lực đang có, còn tránh được sự lãng phí không cần thiết. Cửu tử bay về phương Đông Bắc, người tuổi Đinh Dậu sẽ có cơ hội đón nhận vận may tiền bạc đến với mình. Bạn có thể chẳng cần hao tâm tổn trí quá nhiều, mà tiền bạc vẫn đầy tay. Nhìn chung, khi có kế hoạch tiền bạc thông minh, thì bạn vừa gia tăng được thu nhập, vừa tích lũy lại đầu tư, càng khiến cuộc sống của bản mệnh trở nên sung túc hơn. Tử vi sự nghiệp. Xem tử vi tuần của tuổi Đinh Dậu nhận thấy, mọi việc đều trong khả năng kiểm soát của bản mệnh, tình hình công việc không có biến động nào đáng kể. Nhìn chung, tuổi Đinh Dậu không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, mà bạn có thể giúp đỡ những người xung quanh. Tuy nhiên, bạn cũng cần tạo ra giới hạn cho mình. Không phải ai cũng trân trọng sự hỗ trợ của bạn. Thương quan cũng có phần nào đó tác động tiêu cực tới tâm trạng của bạn. Thế nên, với những chuyện không liên quan hoặc người không xứng đáng, chỉ nên cho phép bản thân buồn một chút thôi, chớ vì họ mà làm ảnh hưởng tới tiến độ công việc của bạn. Đây cũng là tuần bạn nên dành thời gian cho riêng mình. Bởi nhờ thế, bạn có thể làm tốt nhất những công việc sáng tạo, góc nhìn mới, cho bạn cơ hội học hỏi và có thêm những kết nối tốt trong cuộc sống. Tử vi tuần thứ 3, tuổi Đinh Dậu 1957, tháng 4 âm lịch. Tử vi sức khỏe. Tin mừng là thể trạng của người tuổi Đinh Dậu trong tuần này vẫn khá vững vàng, không gặp vấn đề bệnh tật nào đáng lo ngại. Người ốm mắc bệnh trước đó sẽ phục hồi thể trạng nhanh chóng, người bình thường thì càng thêm khỏe mạnh, duy trì chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và luyện tập thể thao hợp lý. Tuy nhiên, do nguyệt lệnh lâm suy báo hiệu, sức khỏe có thể giảm sút do yếu tố khách quan như ảnh hưởng môi trường, thời tiết. Cũng trong tuần này, bản mệnh còn cần phải chú ý họa huyết quang, tai nạn xe cộ, sự cố bất ngờ xảy ra trong quá trình làm việc, lao động. Xem phi tinh tháng, nhị hắc hung tinh chủ về bệnh tật bay vào trung cung, vị trí ở giữa ngôi nhà, phòng, mang theo trường khí hỗn loạn gây hại cho sức khỏe. Khu vực này cần được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng. Nếu có thể hãy đặt một chiếc hồ lô phong thủy ở đó để giải trừ nguồn năng lượng xấu, đồng thời thúc đẩy sức khỏe của bạn và người thân trong gia đình ổn định. Tử vi gia đạo. Chuyện tình cảm gia đình của tuổi Đinh Dậu trong tuần này không có nhiều biến động, gia đạo bình ổn, đời sống hôn nhân khá hài hòa. Có điều vì mọi thứ quá êm đềm nên đôi khi khiến bản mệnh nảy sinh tâm lý chán chường, nhạt nhẽo. Các cặp vợ chồng nên dành thời gian để trò chuyện, chia sẻ mọi việc với nhau để hâm nóng tình cảm. Dù công việc có bận rộn đến đâu, cũng đừng quên sau lưng còn có gia đình và những người thân thương nhất của mình. Bạn nên chia sẻ, tâm sự với người thân nhiều hơn. Chỉ có sự thấu hiểu mới nuôi dưỡng hạnh phúc bền lâu. Làm được điều đó, gia đạo càng thêm an lành. Một số ông bà đón tin vui về chuyện con cháu. Tử vi tài lộc. Xem tử vi tuần của 12 con giáp nhận thấy về phương diện tài lộc, tình hình tài chính của tuổi Đinh Dậu trong tuần này không quá lý tưởng, thu nhập bấp bênh, thậm chí còn có thể rơi vào tình trạng phá tài bất cứ lúc nào. Một vài nguồn thu từ kinh doanh còn sụt giảm hơn so với tuần trước do buôn bán ảm đạm. Đã vậy, có nhiều khoản chi phí bất ngờ phát sinh, mất tiền oan vì những lý do trên trời, khiến việc chi tiêu có phần eo hẹp hơn về cuối tháng. Làm gì cũng cần phải tìm hiểu rõ ràng để tránh thất thoát không đáng. Trong tuần này, sẽ có người mong bạn hỗ trợ về tiền bạc, nhưng hãy tỉnh táo vì bản thân kiếm tiền cũng không dễ gì. Bạn nên xem xét khả năng hoàn trả của người thân để vừa không mất tiền, vừa đổ vỡ mối quan hệ. Ngoài ra, không nên lãng phí tiền bạc, chi tiêu quá mức cho những thú vui xa xỉ, vì chúng vừa làm bạn tốn nhiều thời gian lẫn tiền bạc mà không hề gia tăng quá nhiều trải nghiệm. Theo phi tinh tháng, bác bạch tài tinh bay vào hướng Tây Nam, gặp tam bích chủ về thị phi. Điều này đồng nghĩa là chuyện làm ăn buôn bán có kẻ ngáng đường, gây chuyện thị phi nhằm tranh chấp chiếm đoạt tài sản. Do đó, mệnh chủ phải hành sự thận trọng, tiểu nhân vây hãm không thể biết trước được điều gì, hoặc sẽ phát sinh tình huống vì người khác mà bị liên lụy uy tín hoặc tổn hao tiền của. Để hóa giải hung hiểm tiềm ẩn này, người tuổi Đinh Dậu nên đặt biểu tượng kỳ lân phong thủy trên bàn làm việc,
đồng thời đón những cát lành về tài lộc, giúp chuyện làm ăn thêm phần suôn sẻ. Tử vi sự nghiệp, bước sang tuần mới, đường công danh sự nghiệp của người tuổi Đinh Dậu có thuận lợi cũng có khó khăn, vận trình khó duy trì được sự ổn định trong suốt cả tháng, nguyệt lệnh lâm suy càng về cuối tuần mọi thứ càng khó kiểm soát, do đó, bạn nên tập trung giải quyết mọi việc vào đầu tuần sẽ thuận lợi hơn. Đầu tuần, công việc có dấu hiệu trì trệ, một vài hạng mục bị trì hoãn hoặc gặp trục trặc khi tiến hành, tinh thần làm việc xuống dốc, tuổi Đinh Dậu ức chế, có thể nghĩ tới chuyện thay đổi công việc, thay đổi môi trường làm việc mới. Trong thời điểm này, có một vài người còn gặp khá nhiều chuyện rắc rối do tiểu nhân gây ra, khó tránh họa thị phi, bản mệnh nên hành sự thận trọng, nói ít làm nhiều, tránh phiền phức đến mình. Tuy nhiên, bạn chớ nên nản lòng, bởi chỉ khi dũng cảm vượt khó, bạn mới xứng đáng được đón nhận quả ngọt ở phía trước, nhất là khi có hai đại cát tinh tử vi và giải thần hỗ trợ. Một vài hạng mục tồn đọng trước đó sớm tìm ra phương pháp giải quyết phù hợp, đem lại kết quả không tồi. Sự nỗ lực của bản mệnh được ghi nhận, thành công không đến quá nhanh và dễ dàng. Nhưng với sự cố gắng hết mình của tuổi Đinh Dậu, thì cuối cùng bạn cũng sẽ được như ý mà thôi. Đồng nghiệp và cấp trên cũng phải thừa nhận những gì bạn có được là hoàn toàn xứng đáng với công sức bỏ ra. Vận trình trong thuận có nghịch, trong cát tàng hung, cẩn tắc vô ưu, hành sự lấy ổn định làm trọng. Suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra bất kể quyết định gì, tránh nóng vội kéo hỏng sự. Tuần này còn có chính quan trợ mệnh, bạn chỉ cần chấp lấy thời cơ để tiến hành việc quan trọng đúng lúc, đúng thời điểm. Đừng do dự quá nhiều, thì chắc chắn sẽ giành thắng lợi. Hãy tin tưởng vào quyết định, sự lựa chọn của bản thân. Phi tinh tuần có lục bạch cát tinh, chủ chức vụ, tài lộc xuất hiện ở cung chính nam. Nơi này vượng vận tài khí, nếu được kích hoạt phong thủy hợp lý, sẽ thúc đẩy công việc hanh thông, tài lộc dồi dào. Tử vi tuần cuối cùng, tuổi Đinh Dậu 1957, tháng 4 âm lịch. Tử vi sức khỏe. Xem tử vi trong tuần cho thấy, có giải thần trợ mệnh, tình hình sức khỏe của tuổi Đinh Dậu không có biến động gì quá lớn. Con giáp này không bị đau ốm, bệnh tật, song vẫn cần tích cực tập luyện thể dục, thể thao để tăng cường sức khỏe. Thêm nữa có điều này khá quan trọng, cần phải nhắc nhở những người cầm tinh con gà, đó là khi tham gia giao thông, cần đặc biệt tập trung tinh thần, chớ nên để phân tâm mà gây ra tai nạn. Cảnh báo trong tuần dễ gặp phải tai họa từ chuyện đi lại, tốt nhất không nên đi ngoài đường khi quá sớm hoặc quá muộn, đã uống rượu là không lái xe, đã lái xe là không uống rượu. Tử vi gia đạo. Xem tử vi gia đạo của tuổi Đinh Dậu tuần này có vấn đề đang dần lớn lên trong mối quan hệ giữa bạn và người thân. Con giáp này cần có thêm cảm giác an toàn, trong khi người thân thì không cảm nhận được điều đó. Bản mệnh dễ dàng lo lắng khi thấy những dấu hiệu bất thường, dù đôi khi những dấu hiệu đó hoàn toàn là do bạn dự đoán. Nguyệt lệnh lâm đất dưỡng nên lý trí bị bỏ xa, bạn dựa vào cảm xúc để đoán định mọi chuyện, và đó có thể là lý do dẫn đến sự rạn nứt giữa bạn và người thân của mình. Bạn đang lo lắng quá nhiều thứ, trong khi những chuyện đó còn chưa xảy ra, bạn không cho chính mình cơ hội và tự đẩy những người khác trong gia đình ra xa mình. Theo tử vi tuần, tình cảm giữa bản mệnh và con cháu chưa kịp chớm nở thì đã bị bản mệnh bóp chết từ trong trứng nước. Nếu bạn không thay đổi chính mình, thì sự cô đơn sẽ bủa vây bạn đó. Đừng vội đưa ra quyết định khi bạn chưa thực sự nhìn rõ vấn đề, chưa thực sự hiểu được những rung động của trái tim mình. Có nhiều chuyện cần để thời gian trả lời. Tử vi tài lộc trong tuần gặp kiếp tài. Xem tử vi tuần của tuổi Đinh Dậu cho thấy, bản mệnh dễ gặp họa phá tài. Tiền bạc kiếm được cũng không giữ được trong tay, tiểu nhân quấy phá, tìm cớ lừa đảo. Thế nên, bản mệnh cần tỉnh táo hơn trong các mối quan hệ ngoại giao. Không phải ai cho mình quà cũng nên nhận, phải nhìn rõ mục đích phía sau của người tặng quà là gì. Có những khi, phía sau những món quà xinh đẹp cùng lời nói ngọt ngào sẽ là cả một âm mưu to lớn, có thể khiến cho bạn điêu đứng, lao đao vì bao nhiêu tiền bạc tích cóp, gom góp, bị lừa gạt hết thảy. Để cải thiện vận mệnh của mình, người tuổi Đinh Dậu trong tuần cuối cùng của tháng 4 âm lịch này có thể áp dụng phong thủy phi tinh bát bạch chủ tài lộc, ngụ tại chính cung, ở vị trí chính giữa nhà, có thể đặt động thạch anh vàng, hay bể cá phong thủy. Tử vi sự nghiệp. Xem tử vi tuần của tuổi Đinh Dậu cho thấy, bản mệnh trong khoảng thời gian này sẽ giải quyết được khá nhiều khó khăn đang vướng mắc. Nguyệt lệnh lâm đất dưỡng, con giáp này biết mình cần phải làm gì để đạt được những mục tiêu, muốn có lý trí dẫn đường. Bản mệnh không nên để mình bị tình cảm chi phối mà lầm đường lạc lối. Thành công không đến quá nhanh, nhưng với sự nỗ lực hết mình của tuổi Đinh Dậu, thì bạn cuối cùng cũng sẽ được như ý mà thôi. Đồng nghiệp và cấp trên cũng phải thừa nhận những gì bạn có được là hoàn toàn xứng đáng với công sức bỏ ra. Khác với tử vi tuần trước,
thời điểm tuần này sẽ có một vài biến động trong công việc, song chủ yếu theo hướng tích cực mà thôi. Con giáp này có thể sẽ thay đổi chỗ làm, hoặc được thuyên chuyển đến vị trí việc làm khác, mức lương theo đó cũng có chút thay đổi. Tử vi tuần này cho thấy, tiểu nhân đang rình rập, ai càng thành công thì càng dễ bị tiểu nhân nhớ mặt chỉ tên, mà tìm cớ hãm hại, bản mệnh nên nhớ tránh, đừng tỏ thái độ tự đắc mà có ngày trúng đạn cũng chẳng hay. Quý cô bác Đinh Dậu kính mến, chương trình đến đây xin phép được khép lại. Chúc quý bản mệnh tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 nắm được vận mệnh phú quý. Chúc quý cô bác có cuộc sống viên mãn, sức khỏe dồi dào, bình an và hạnh phúc. Bên cạnh đó, quý vị đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình và cập nhật những video bổ ích trong thời gian sớm nhất nhé. Minh Đường Tử Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.